đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Khi Phùng Ngọc Huy đón Lavi, anti-fan đang nợ Thanh Thảo lời xin lỗi. Nữ ca sĩ đã dùng hết sự chân thành để an ủi và động viên Phùng Ngọc Huy, nhưng lại bị chỉ trích vô cớ. Câu chuyện về mẹ bé Lavi qua đời để lại con gái nhỏ không chỉ là nỗi mất mát của người thân, mà đã khiến nhiều khán giả đồng nghiệp xót xa trong khoảng 10 ngày qua. Đến nay, các thông tin liên quan đến cuộc sống hàng ngày, chuyện nuôi dưỡng của nhóc Tì cũng vẫn được công chúng khắp nơi quan tâm. Phùng Ngọc Huy xác nhận là cha hợp pháp và sớm đón con trong thời gian tới. Thanh Thảo khuyên đồng nghiệp nhưng lại bị chỉ trích. Khi Mai Phương qua đời, cái tên Phùng Ngọc Huy cũng bị nhắc đến rất nhiều. Bởi lẽ anh là tình cũ của cô, là cha của bé Lavi, và ai cũng mong ngóng sự trách nhiệm của anh trong việc chăm sóc con gái ngay thời điểm bé không còn mẹ. Thanh Thảo là một trong những người nhắn nhủ rất dài. Ngay lúc này, rất nhiều đồng nghiệp lên tiếng an ủi động viên tinh thần của nam ca sĩ. Các nghệ sĩ hiểu rằng anh cần bình tĩnh để giải quyết sự việc. Trong số đó, lời khuyên của Thanh Thảo lại nhận nhiều quan tâm lẫn công kích nhất. Bà mẹ bỉm sữa nhắn nhủ: tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩa tử là nghĩa tận, mà mình trong hoàn cảnh không thể về được. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc. Có như vậy em mới bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé. Cô còn bị anti-fan mang chuyện con trai nuôi ra công kích. Vốn dĩ ý kiến của nữ ca sĩ mong muốn đồng nghiệp lo lắng cho con gái. Hai cha con đoàn tụ là cách anh thể hiện trách nhiệm với Lavi, với người đã khuất. Nhưng rất đông anti-fan phản bác rằng điều này không cần thiết. Khi Mai Phương mang thai và khó khăn sinh con, anh chẳng ở bên cạnh, thì giờ đây anh không có quyền động đến cuộc sống của bé. Chích một vài bình luận bức xúc: tha cho con bé đi để nó sống với ông bà ngoại, để nó ở đó mà nhan khói cho mẹ. Mình sống cũng biết điều đi chứ, con người ta rách bụng đẻ ra, chưa lo ngày nào cái giờ mà muốn dẫn đi là dẫn đi sao? Cộng đồng mạng nợ Thanh Thảo một lời xin lỗi. Ngay khi thấy câu chuyện bị đẩy lên cao trào, căng thẳng và cũng không mấy cần thiết, thì nữ ca sĩ quyết định xóa lời khuyên đi. Chuyện quan trọng nhất vẫn là tinh thần của bé Lavi và Phùng Ngọc Huy. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, khi một số thông tin không hay xuất phát từ phụ huynh của Mai Phương, nghệ sĩ kêu gọi ủy quyền nuôi bé hay công chúng mong ngóng Phùng Ngọc Huy sớm về đưa con sang Mỹ, thì quay trở lại những lời khuyên, khán giả sẽ thấy Thanh Thảo đáng phải nhận một lời cảm ơn lẫn xin lỗi từ cộng đồng mạng. Dù bị chỉ trích nhưng Thanh Thảo vẫn lên tiếng ủng hộ và mong hai cha con gặp nhiều may mắn. Chuyện cha nuôi con gái là điều hiển nhiên, Phùng Ngọc Huy cần phải thể hiện trách nhiệm và bù đắp cho Lavi là điều cần thiết, thì không có hài cớ gì. Nữ ca sĩ là bị chỉ trích nặng nề như những ngày trước, mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng những gì Thanh Thảo khuyên nhủ ngay từ ban đầu. Vậy những lời trách móc chê bai thậm tệ không hay nên xảy ra. Mọi thứ xuất phát từ mục đích bảo vệ sự phát triển của Lavi, nhưng cô lại bị hiểu lầm, bị móp méo ý nghĩa lời khuyên. Bản thân cô cũng ý thức rằng, rồi cũng có ngày những người cố tình đẩy mình vào thị phi lại tự thấy xấu hổ. Có lẽ Thanh Thảo cũng biết rằng đến một lúc vấn đề sẽ được sáng tỏ, mà nữ ca sĩ chẳng cần phải giải thích sâu xa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là bé Lavi sống khỏe, mọi người đều dành tình thương cho bé, trông ngóng thông tin của nhóc Tì hơn là đôi co với cộng đồng mạng. Hỏi về chuyện Mai Phương, Anh Đức bị cộng đồng mạng nhắc nhở, cập nhật, tin tức đi, chỉ lo làm đẹp. Trong khi hàng loạt nghệ sĩ vui mừng vì con gái Mai Phương đã tìm được chốn nương tựa, thì Anh Đức lại khiến cộng đồng mạng cười bò vì như người trên trời rơi xuống. Mai Phương ra đi để lại cô con gái nhỏ, cộng đồng mạng xót xa không biết Lavi sẽ nương tựa vào ai. Cuối cùng Phùng Ngọc Huy, cha ruột Lavi, xác nhận là người sẽ nuôi nấng con gái. Tang lễ của nghệ sĩ Mai Phương vừa xong, mọi sự lo lắng đều đổ dồn vào cô con gái nhỏ Lavi, vì không biết ai sẽ là người nuôi nấng chăm sóc. Thì mới đây, hàng loạt nghệ sĩ đã vô cùng vui mừng khi Phùng Ngọc Huy, cha ruột của con gái cố nghệ sĩ, đã xác nhận là người chăm sóc Lavi. Tiếng luật vui mừng vì Lavi đã tìm được nơi nương tựa, con về với cha quá chuẩn rồi. Trên trang cá nhân của danh hài Tiếng Luật cũng gửi lời chúc mừng trước tin vui này, thì diễn viên Anh Đức lại khiến dân tình hoang mang khi đặt ra câu hỏi: vụ gì vậy anh? Trước phản ứng ngô nghê của đàn em, Tiếng Luật không trả lời mà đánh trống lảng sang chuyện khác. Tuy nhiên, cộng đồng mạng ngay lập tức có ý kiến đùa rằng nam danh hài không thường xuyên cập nhật tin tức, thậm chí có fan còn gửi link báo cho Anh Đức đọc khiến dân tình cười bò. Tuy nhiên, diễn viên Anh Đức lại như người trên trời rơi xuống khi thắc mắc về chuyện của Mai Phương. Ngay lập tức bị cộng đồng mạng nhắc nhở ngay, có người troll Anh Đức bằng việc gửi cả link báo cho đọc.
Bởi lẽ bị fan nhắc nhở hãy đọc tin tức và ngưng việc làm đẹp là vì thời gian gần đây anh Đức được đánh giá nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trước đây bản thân Trấn Thành còn bị bóc phốt đi trùng tu lại cặp lông mày hay đi làm răng thẩm mỹ. Tuy nhiên đây có lẽ là sự đùa vui của fan cho thần tượng của mình mà thôi. Nhờ việc thường xuyên tút tách lại nhan sắc, anh Đức được đánh giá ngày càng nhuận sắc. Ở thời điểm hiện tại, sau khi thông tin La Vi, Phùng Ngọc Huy được đoàn tụ, ai nấy đều vui mừng. Mong rằng con gái của diễn viên Mai Phương La Vi sẽ luôn được hưởng một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc bên cha. Người hâm mộ cho rằng Mai Phương sẽ an lòng khi La Vi được về sống với Phùng Ngọc Huy. Gia Bảo xúc động kể lại kỷ niệm đi diễn và dòng tin nhắn của Mai Phương trước khi mất, kiếp sau có duyên gặp lại. Dòng chia sẻ của diễn viên Gia Bảo khiến nhiều người vô cùng xúc động khi nhìn lại hình ảnh vai diễn xấu nhú Mai Phương từng được khán giả yêu mến. Mới đây, thông qua Facebook cá nhân, diễn viên Gia Bảo đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chia sẻ lại những hình ảnh ngày xưa, thuở mới đi diễn cùng Mai Phương, anh viết. Đi yên lòng rồi nha bà bạn, tôi nghĩ tấm hình đầu tiên sẽ là tấm hình bà thích nhất. Tiễn bà nha Mai Phương, kiếp sau có duyên gặp lại nha. Từng rất thân với nhau hơn mười mấy năm trước, nhớ mãi những kỷ niệm của chúng ta. Sau này tôi ăn mì Hàn Quốc sẽ luôn nhớ đến bà, thương lắm bà Mai Phương lùng tịch. Trong đó đáng chú ý nhất là bức ảnh Mai Phương cùng Phùng Ngọc Huy và bé La Vi trong ngày sinh nhật của cô. Đây là hình ảnh hiếm hoi về gia đình nhỏ của họ. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nở nụ cười rạng rỡ bên nhau khiến công chúng không khỏi xúc động. Bên cạnh đó, Gia Bảo cũng chia sẻ những hình ảnh thổi còn đi diễn cùng Mai Phương và tin nhắn của cả hai trong những ngày cô bị bệnh. Trước đó, diễn viên Gia Bảo từng chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người tin vào tâm linh, phải nổi gai ốc. Cụ thể, khi di chuyển quan tài vào trong, di ảnh của Mai Phương đang được đặt ngay ngắn bỗng dưng rơi xuống đất. Gia Bảo đã vội cầm lên lau chùi sạch sẽ rồi để vào vị trí cũ. Anh và nhiều người đã không cầm được nước mắt trước cảnh tượng này. Những bình luận sau đó của nam diễn viên với đồng nghiệp cũng tiết lộ bí mật khiến khán giả rùng mình. Em cảm nhận có gì đó Phương muốn. Đồng nghiệp Mai Phương chia sẻ, đúng vậy, đêm qua anh về có điều kỳ lạ ngay nhà anh. Gia Bảo tiếp lời, dù không kể cụ thể điều gì xảy ra, nhưng nhiều người vẫn nổi gai ốc nếu Mai Phương thật sự linh thiêng như vậy. Gia Bảo và đồng nghiệp của Mai Phương kể câu chuyện tâm linh trước ngày Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Di ảnh Mai Phương được Gia Bảo cầm lên sau khi bất ngờ rơi xuống đất trong lễ di quan. Đi quay game show sớm hơn giờ hẹn, Trường Giang than thở lý do ở nhà với vợ áp lực quá. Đúng vậy, cứ nghe tên Phương là sợ lắm. 6 giờ mới là lịch quay mà 3 rưỡi lên rồi, ở nhà áp lực quá, Trường Giang than thở với đàn em. Kể từ khi chính thức nên duyên vợ chồng với Nhã Phương và có được một cô con gái đáng yêu, Trường Giang đã thoải mái hơn. Những khi chia sẻ về cuộc sống gia đình của bản thân, thậm chí nam danh hài còn không ít lần bóc phốt vợ trước mặt nhiều người. Mới đây trên kênh YouTube đã đăng tải đoạn clip mới về hậu trường của các nghệ sĩ, trong đó đáng chú ý là lời thú nhận sợ vợ và áp lực khi ở nhà của Trường Giang. Cụ thể, các đồng nghiệp xung quanh trêu đùa, Trường Giang bây giờ nghe nói sợ Nhã Phương lắm, sợ tới mức không biết đâu mà lần. Nam danh hài không ngừng ngại thừa nhận, đúng vậy, cứ nghe tên Phương là sợ lắm. Trường Giang tiếp tục than thở, 6 giờ mới là lịch quay mà 3 rưỡi lên rồi, ở nhà áp lực quá. Lời tiết độ này của ông xã Nhã Phương đã khiến cho đồng nghiệp xung quanh khi nghe xong phải bật cười. Buka còn hỏi lại lý do tại sao thì nam danh hài nói nhỏ, ở nhà với vợ áp lực quá. Đàn em nghe xong câu này đều bị đứng hình, sau đó ai nấy đều phải cười lăn. Dĩ nhiên, những lời chia sẻ này chỉ là câu nói đùa vui của Trường Giang với bạn bè. Còn về tình cảm mà nam danh hài dành cho vợ và con gái mình là điều không cần bàn cãi. Mới đây trên một show truyền hình, Trường Giang lại kể xấu Nhã Phương bức xúc vì cả năm phải mua quà cho vợ. Cả năm đàn ông không có ngày nào, còn phụ nữ thì biết bao nhiêu ngày, ngày nào cũng phải mua quà. Từ đây, Trường Giang cũng vô tình tiết lộ rằng anh phải mua quà cho vợ quanh năm. Từ Valentine 8 tháng 3 quốc tế lao động, ngày 1 tháng 6 mua quà cho con thì bà vợ cũng lấy mất. Ngày 20 tháng 11 phải mua quà cho vợ đi tặng thầy cô. Và dĩ nhiên là chỉ có chiều đi, không có chiều ngược lại. Danh hài xíu quảng than thở. Nghe xong bí mật này, các nghệ sĩ còn lại đều bất ngờ vì vị thế thật sự của Trường Giang trong gia đình. Điều này cũng chứng tỏ rằng anh rất yêu thương và cưng chiều Nhã Phương. Trong showbiz, Trường Giang vốn nổi tiếng là ông chồng chiều vợ, ông bố yêu con hết mực. Những màn bức xúc tố vợ bất công càng cho thấy mười khó cưng vợ vô điều kiện như thế nào. Trước đến nay, Nhã Phương từng nhiều lần khiến khán giả trầm trồ khi khoe quà ông xã tặng. Ngay cả không có dịp gì đặc biệt, Trường Giang cũng bí mật mua quà hàng hiệu cho vợ. Nam danh hài đầu tư 500 triệu để làm hẳn phòng chiếu phim tại nhà riêng vì bà xã thích. Trường Giang đích thân đi mua trà sữa cho vợ. Giờ giải lao cũng phải tranh thủ gọi điện cho vợ con.
Vào tối muộn ngày 8 tháng 3, Trường Giang đã tặng hoa và quà cho Nhã Phương dù đang tự cách ly để bảo vệ vợ con. Bị hỏi sao không dắt La Vi đi bơi cùng, Ốc Thanh Vân đối đáp. Câu trả lời hết sức thuyết phục cho thấy sự thấu đáo trọn vẹn của Ốc Thanh Vân dành cho bé La Vi. Không dẫn theo cùng không có nghĩa là mặc kệ. Nhân dịp con gái cô La trùng sinh nhật với con gái Lọ Lem nhà Quyền Linh, gia đình Ốc Thanh Vân đã trùm kín mít rồi phóng thẳng qua biệt thự nhà nam MC để giao lưu, tiệc tùng quy mô nhỏ. Nói là nhỏ nhưng thực tế khu vực hồ bơi trong khuôn viên tư gia nhà Quyền Linh đủ khiến nhiều người choáng váng, đối lập hoàn toàn với hình ảnh đơn sơ giản dị thường thấy của anh. Nhiều người hẳn đã rõ Quyền Linh sở hữu cơ ngơi gồm biệt thự sương vườn cực khủng ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, điều khiến Ốc Thanh Vân ấn tượng hơn cả phải kể đến gia tài toàn dép là dép của Quyền Linh. Đó là loại tổ ong huyền thoại nhưng đủ mọi sắc màu. Chưa hết, một chi tiết khác khiến dân mạng quan tâm không kém là lời trần tình xúc động của nữ MC khi được hỏi về bé La Vi và được nhận xét là giống Mai Phương trong một khoảnh khắc. Nhà Ốc Thanh Vân và Quyền Linh cùng tổ chức sinh nhật cho hai cô con gái. Hai ông bố ngồi trò chuyện trong các con bơi lội. Quyền Linh khoe gia tài dép tổ ong bắt mắt. Trong một khoảnh khắc, Ốc Thanh Vân được nhận xét giống với Mai Phương. Cô chỉ đáp lại ngắn gọn nhẹ nhàng. Ngoài ra khi được hỏi sao không đưa La Vi đi cùng cho đỡ nhớ mẹ, Ốc Thanh Vân cũng trả lời hết sức thuyết phục, cho thấy sự thấu đáo trọn vẹn của cô. Sao không đón La Vi đi cho đỡ nhớ mẹ vậy em? Hiện khá nhạy cảm nên giữ cho La Vi bình an và không bị chú ý nhiều quá chị à. Đọc câu trả lời này cảm thấy khá trùng hợp với suy nghĩ của mình. Mình cũng có câu hỏi y chang bạn. Xong rồi tự suy nghĩ chắc Vân sợ thời điểm nhạy cảm nên không đưa bé đi cùng. Cuộc sống từng trải sẽ khiến cho con người có những hành động chững chạc hơn. Hãy thương yêu bé thật nhiều. Dạ chị, em cảm ơn chị à. Con tráo Thanh Vân được khen giống ba như đúc.